Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món canh sườn bò hầm kim chi ha. Thì thành phần gồm có sườn bò này ha, tàu hũ này ha, hẹ, củ cải trắng và kim chi. Mình cần cái nấm kim châm nữa, nhưng mà nấm kim châm bây giờ nó không có bán, nó nói là độc gì đó nên không có ăn cái món đó được, cho nên mình chỉ cần những thành phần này là đủ rồi. Thì cái sườn bò này nè, tiệm Smart nó bán á, là một dĩa hình như mình nhớ là 20 mấy đồng á, rất là ngon. Bạn hầm mềm chừng nào cái sườn bò này ngon chừng đó. Thì bây giờ mình bắt cái nồi lên ha, mình cho nó vào đây một chút xíu muối ha, để cho nó sôi lên, rồi mình rửa cái nước đầu tiên mình bỏ đi ha, mình lấy cái nước thứ hai. Nó sôi như vậy nè bạn, mình lấy xuống nha, rửa sạch rồi làm bỏ, đổ nước mới vô nha. Mình bắt nồi lên ha, nấu cái sườn này trong vòng 40 phút ha, để cho cái sườn nó mềm ha. Bạn có thể đi làm cái chuyện khác cũng được ha, 40 phút nha. Sau 40 phút thì mình cho cái củ cải trắng vào ha, cho nó vào cỡ 10-15 phút nha. Sau 15 phút mình bỏ củ cải vào ha. Thì bây giờ mình sẽ cho vào 2 tép tỏi bầm ha, mình nhuyễn á, cho nó vào, không có khử nha, nó vào 2 tép tỏi ha. Rồi mình sẽ cho kim chi, hẹ và tàu hũ vào một đường luôn nha. Sau khi mình cho hết tất cả những thành phần vào ha, thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng đường gì nè, bột nêm nha, đừng cho muối nha. Nó đã sôi rồi đó, bắt đầu mình múc ra tô ha. Cái này mình ăn kèm với cơm trắng ngon lắm. Mình là người không thích ăn kim chi mà mình rất ghiền cái món này. Bạn thử đi, để vào thêm một món thực đơn hàng ngày của mình sẽ thấy nó ngon cỡ nào. Ok, bây giờ mình múc nó ra tô ha. Đây là món canh kim chi sườn bò đã hoàn thành ha. Bạn thử đi, ăn với cơm trắng rất là ngon, không cần món phụ khác đâu, bạn sẽ thích đó. Chúc các bạn enjoy, nhớ like and share để nhận những video kế tiếp. Cảm ơn nha, bye.